cái bài gì nhỉ, thanh xuân của cái gì không biết hát bài này. Em hát mọi người, em sợ hát mọi người lại chạy hết, em lại không dám hát nữa đâu, mọi người bỏ xem like của em. Xin anh xin chúc em buổi tối vui vẻ. Vâng, ok anh. À, chào Đại Phát ạ. Không, anh không chạy như một người khác chạy thì sao? Mọi người không muốn nghe em hát đâu. Em hát dở lắm. Tóm lại là chỉ sợ mọi người không muốn nghe. Chào Sang Minh nha. Chào Bùi Huy Thanh ạ. Chào Nam Anh nha. Chào Thủy Nguyễn. Anh muốn nghe em hát à? Hát không hay cũng được chạy nha. Mọi người tặng hoa kìa. Mọi người tặng hoa đi để em hát. Nhưng mà tặng hoa rồi nhá. Nhưng mà không được bảo em không được trêu nhá. Không được chạy đâu nhá. Hello Bùi Huy Thanh. Không hát em rồi. Nhưng mà mọi người muốn em hát bài gì? Bây giờ ít người xem, em hát chả ai nghe đâu. Chào Tùng Hà Đông nha. Ăn cái gì? Ăn cơm thôi ạ. Như hảo, Chí Tâm nha. Như hảo mà. Ở đây có ai biết là bản tiếng Hàn không ạ? Chào Xuân Hòa nha. Chào Chủ tịch nha. Nè, nè, không có giọng để hát. Chào Duy Nguyễn ạ. Em không biết hát bài gì cả. Hello bin bin bom à? Bin bom à? Hát bài gì được nhỉ? Cái tông này phòng phòng. Nhưng mà em không hát được. Chỉ sợ hát mọi người chạy thôi. Bài gì được ạ? Em bị sao không hát được? Hôm nay không có giọng để hát, giọng hôm nay chua lắm. Hello mọi người nha, mọi người follow cho em nha. Bài gì hát dễ dễ nhỉ? Chào Nguyễn Quỳnh Tuyên ạ. Chào Đức Nguyên nha.
À, em có thích một đoạn của bài tiếng Hàn bài này, nhưng mà em nhớ được mỗi hai câu thôi. Bài gì nhỉ? Em không biết tên bài đấy nhưng mà nhớ được mỗi hai câu của bài tiếng Hàn thôi. Thật. Mọi người có muốn nghe không? Em sinh năm bao nhiêu vậy? Em sinh năm 2000 ạ. Anh Minh chẳng nói gì thế. Anh không nói gì, em chẳng dám hát đâu. Chào mọi người nhá. Chào Sunny ạ. Hát. Hơi sao hát không hay, mọi người chạy hết. Thế em chỉ ăn thôi, không biết đẻ được không anh? À, một bài Pika nana đen nana sáng nói khứ đi quá hè. Không nhớ rồi. Bài chị em bảo em không, em chỉ biết ăn thôi nhưng không biết để. Em ở Vĩnh Phúc ạ. Vào viện mới hết à, không nhỉ. Chào mọi người nha, mọi người follow cho em đi ạ. Nếu mà tặng hoa cho em cũng được. Ai gửi em thì tặng hoa cho em cũng được. Chào Quyên Lê nha. Hello Đắc Nhân Tâm. Mọi người follow cho em đi. Chào Nguyễn Trung Tín ạ. Chào Nguyễn Hoàng nha. Chào Phun Sa Mina gì ạ. Chào Đức Toàn nha. Chào Mạnh Tường nha. Chào Trưởng Thôn nha. Mình ở Vĩnh Phúc ạ. Mình ở Vĩnh Phúc. Chào lạc lối nha. Nghe giọng quen quá. Chào Dương Nguyễn nha. Chào anh Toàn ạ. Vương gọi mình Vĩnh Phúc á.